Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình chia sẻ đến quý vị và các bạn Xuân Lộc ngày ấy bây giờ ra sao. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng mình dạo một vòng tham quan nha. Đi thôi. Hiện tại là 11 giờ các bạn. Trời nắng nóng cực kỳ. Mình đang chạy trên con đường Hùng Vương các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nó cái núi Gia Rai các bạn. Đó các bạn giờ quẹo vô cái hẻm đi dạo vòng vòng có cái quán cà phê cũng mát mẻ các bạn. Ngày ấy cách đây 40 mấy năm, ngay cái thị xã huyện Xuân Lộc này nó xảy ra ác liệt các bạn. Mình chạy vòng vòng cái thị xã coi bây giờ nó ra sao ha. Ngày nay cũng là trung tâm thị xã Xuân Lộc các bạn. Chạy vòng vòng nó cũng ra con đường chính, con đường Hùng Vương đó các bạn.
Dạ bây giờ thôi mình cuối đường mình quẹo lại thôi nha. Thị xã này có một con đường chính một rồi các bạn, chạy vòng vòng nó bằng cờ cũng ra con đường chính này. Video đến đây xin tạm dừng, hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Trân trọng kính chào tạm biệt. Bye bye.